Rồi mở đầu video thì Điệp mời quý ông bà cô dì chú bác anh chị em nha, dùng một miếng nước dừa dưới Điệp nha, uống miếng đi rồi coi Điệp bắt tổ ong nó nghe cả nha. Rồi hết cái dừa rồi, uống như trâu, uống nước đìa không cả nhà. Bây giờ mời cô dì chú bác anh chị em á trên khắp mọi miền đất nước á cùng trải nghiệm như Điệp bắt tổ ong ha, cây bằng hai tổ nó nghe nha. Rồi Điệp ốp máy đây, nhà bác Tư đang làm đó anh em ơi. Thì trở lại với kênh á, Điệp gửi lời thăng thương chào đến quý ông bà cô dì chú bác anh chị em nha, chào các anh em đồng nghiệp chụp hành cô của Điệp luôn nha. Hôm nay Điệp bắt trở lại bắt cây bằng hiện thoại nè, có hai tổ ong mà lớn lắm kìa, con tổ ôm cái thân cây chà bá kìa, con tổ ngoài kia thì nó nhỏ hơn đó. Rồi giờ Điệp lên Điệp bắt nha nha. Thì video toàn là video Điệp đăng video mới hoàn toàn nha nha. Thì anh em làm YouTube thì mới biết chứ mình đăng video mới rồi mà mình đăng rồi mình đăng nữa lại là nó bị pha sai với nguyên tắc cộng đồng nha, là không có được nha. Thì hôm nay là bữa nay là đầu tuần thứ hai, ngày Tây thì ngày 21 tháng 11, nhằm ngày âm lịch của mình nó là ngày 28 tháng 10 nha. Thì Điệp bắt Điệp nói luôn, tại vì Điệp trong thời gian qua Điệp nhận cũng có một số cô chú bác á, có con chú điện thoại, chú nói ủa mà sao cái cây sao á, thì Điệp cũng nói có cái cây sao, chú nói chú coi rồi mà tại sao mà chú nói là Điệp đăng đi lên nữa không có nghe chú. Cái video á, cây sao mà cách đây lâu rồi cả nhà, mấy tháng rồi, hình như là được 5-6 tháng rồi đó. Cây sao mà Điệp mà leo từ cây cao Điệp leo qua mà kiến nó cắn á, thì chú nói chú coi rồi mà sao mà chú nói cho Điệp đăng lại không có đâu. Thì video nó đề xuất nghe chú, video con đề xuất á, nên vì vậy chú lướt vào rồi chú thấy nữa rồi chú bấm vào chứ không phải là lãi nha. Qua wow, trời tổ ong cả nhà ơi, chứ không trời mưa ra lâm câm nghe nha, chứ không phải là con đăng rồi mà con đăng lại nữa nha chú, tại vì video đề xuất đó đó chú ơi. Thôi biết rồi. Con này lớn quá, quá trời lớn rồi cả nha. Điệp bắt lần này nữa là cũng nhiều lần rồi đó nha, hai tổ ong á cả nhà thấy không, tổ này lớn lắm. À, biết không, tổ ong lớn kìa. À, biết tổ ong lớn rồi cả nhà. Rồi à, ở ngoài đó còn tổ nữa đó, quá trời luôn, hai tổ ong lên được bắt cả nhà. Không biết máy cam có bị ướt không à, trời mưa đang mưa dưới cái mặt nước á. Có mặt coi, à, anh em nói tại sao Điệp làm cây khối cây gọi mà khối mà cỡ này là lý do ấy nghe nha. Ồ, mặt cả nhà ơi, đã quá cả nhà ơi, dữ lắm cục mặt rồi. Khủng long luôn rồi đó, thấy không, cái tổ này nè cả nhà coi nè, cách đây Điệp cắt rồi mới có mười mấy ngày á nè đó, cả nhà thấy không, là do cái độ mình chỉnh nó nghe nha, do Điệp chỉnh bầu á nó khéo thì mặt nó mới bơm nhiều, mười mấy ngày mà cục mặt này không dưới 3 lết mặt nghe nha. Đó cả nhà coi nè, cái này để Điệp đo gang tay cho anh em xem ha, nè cục mặt nó nằm cái mí này là tới cái mí sâu nè, Điệp gỡ đi ra nha. Đây nè, tới cái mí sâu nè, này là 1 gang nè, 2 gang nè, còn ngồi chiên khúc nữa nghe nha, đó là 2 gang tay, là giống hệt như gần 5 tấc đó cả nhà ơi, cục mặt nó dài á cả nhà thấy không, ở ngoài đó tổ nữa kìa, quá trời ơi. Là do mình chỉnh nghe nha, do mình chỉnh á thì chỉnh khéo thì mặt nó bơm nhiều thôi. Ừ.
địch gỡ sâu trước cái nha. Mặt này dữ lắm mà. Nè, sâu nè. Nói chung là mình lên mà mình nắm sâu mình gỡ ra gì nè cả nhà. Nè, 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 đây đây, đây cái con sâu nè nha. Nè, cô chú thấy không? Đó. Ốc tiêu rồi, rớt rồi. Là do sâu mà mình gỡ đi ra thì ấy. Ây. Hai trời cô mặt rồi cả nhà. Ui. Để cây khối cho nó lên lên đây xuống coi. Cho nó táp táp xuống. Má trời cục mặt. Đây, dịp ghi biêu một cái cho nhà xem. Nhà thấy không? Cục mặt nè. Quá im không? Bự hết biết rồi. Dài luôn đây đây luôn nè. Này nè. Đó, gan tay của đẹp nè. Một gan nè. Hai gan nè. Hai gan tay nó không hết nha nha. Bên này quá quá đã nha. Mặt bự lắm á nha. Hết biết không? Quá trời bự luôn. Ai già uống. Trời mưa. Trời mưa cái máy mà đẹp nó hơi mờ mờ rồi. Cắt nha nha. Chín kim. Nhưng mà chín cái này cục mặt này bự lắm. Tháng 2 cây cả nha. Chỉnh cả nhà. Chỉnh ở đây nhìn nó không thấy. Nó sạch sạch sạch. Rồi ok cả nhà. Mặt này nó cái bọc bự này cũng không vừa với cái cục mặt. Mà mặt đã quá đã cục mặt rồi. Được cắt còn chưa lãnh khúc. Ui. Quá đã cả nhà ơi.
hai cái bọc bự người ta. Quá đã. Quá đã cũng mặt đây. Ừ, cái mau mặt đẹp đó nha ơi. Mặt này coi. 2 lít mấy gần 3 lít mặt cả nha. Được cắt chỉ có hơn có mười mấy ngày à. Chưa được 15 ngày đâu ta. Để hồi hỏi bá tư rồi. Một cục mặt cái đó đó. Đi bắt ong mà gặp được cục này quá đã. Rồi. Được cắt cái phần tiếp theo nha. Cái nha. Cái này là do người chỉnh nha, do người chỉnh nha. Thì anh em nào chỉnh khéo thì mặc cái bơm nhiều thôi. Giờ điệp ra cái tổ ngoài này điệp giữ cái bọc này luôn. Nặng quá. Video của điệp toàn là video mới không nghe nha. Nhiều khi YouTube nó đề xuất những cái video đó nên cô dì chú bác nói là video cũ không phải nha. Cái này là điệp dùng khói nha, cái tổ này bỏ hổm cũng được ca sĩ mà mình điệp dưỡng đi lại nè. Bữa nay không biết nó có nhiều chưa nè. Chấm vôi cả nhà ơi, quá đã. Điệp biết để cái khói ở đâu đây. Quá đã. Tổ này mấy khó lấy nè. Tổ này bữa nay chấm vôi cả nhà. Chấm vôi mà nó không có được nhiều. Được nhiều điêu cái cho anh em xem ha. Chấm vôi. Rồi thôi điệp thao tác, điệp lấy mặt nha. Khối nó hồi tấp xuống ha. Điệp gỡ sâu cái mới được. Tổ này bị sâu nè, bởi vì nó không bơm như nữa. Lấy cái bọc này nè, nó có cục mặt trong này sẵn nè, nãy á, cái tổ ở bên kia á, cắt đi vô luôn. Không thấy rõ hung nữa nha, rớt rồi cả nhà. Dồn hai cái này cũng gần cả lít rồi ta. Quá đã cái cục sau nè, chấm vôi đã quá. Hồi xuống đất đi cho con nó bay ra cái đi. Quá đã.
hai cục này cũng gần cả lít rồi ta, ngon đấy nha. Hai cái cục này nó nè, cục chám cha chám dồi nè, hơi khối quá nha. Đây hai cục mật ong lít chắc yếu một chút xíu, chấm vô cũng bự lắm, cả lít cả nhà ơi, quá đã. Rồi xuống, nói chung là hai tổ này nằm trên 3 lít mặt. Xuống cái nhà ơi, để cái nhộng này nè là cái tổ mới cắt rồi đó, còn cái nhộng dưới là cái tổ dưới. Đi ngang đây không biết có đóng thế mấy mấy ong với bà này không nữa nè. Đừng có để khối nó gần tổ ong á, là con ong á làm mặt lại mau nghe anh em. Anh em đi bắt ở nơi nào vậy? Mình bắt xong rồi nữa còn có anh em khác bắt nữa. Nên vậy mà mình đừng có nghĩ là cắt một lần rồi tới lần thứ hai mình cắt không được, đừng nghĩ vậy. Anh em cắt lần đầu rồi á, nhiều khi hên thì còn lần thứ hai mình cắt, nên mình chỉnh cho nó khéo khéo với mình để khối nó xa ra tổ ong, đừng để gần quá nó tổn con ong, mặt nó bơm ít thì giống hệt như các anh em khác cũng vậy thôi. Như vui từ người ta cắt lần đầu rồi, lần thứ hai ta chưa kịp cắt thì anh em lỡ mà đi ngang gặp á, thì anh em cắt như vậy đó, thì anh em cũng nghĩ vậy đi. Rồi đó. Cao lắm. Rồi điệp mới xuống rồi anh em ơi, hơn 3 lít mặt cả nhà ơi. Điệp này điệp không có lấy than nha, dựa cây này vô. Quá đã. Nay được chạy chiếc xe của cha vợ cho. Dạ. Chiếc xe đó cha vợ con cho con bắt đi. Dạ. Ghê quý. Dạ. Bác trai ơi. Ông thích bé dừa cho đúng rồi vậy mẹ ơi. À vậy đó hả? Vậy tao thấy ông cầm cây đó như vậy. À vậy à. Bác gái chặt dừa. Đây. Thành quả đây. Không phải bao nhiêu đây đâu bác gái. Dạ. Đây cục này nè bác. À dạ, bác gái phụ con bác gái. Dằn. Hả? Bác gái để cái vỏ cho con, để cái cục mà ông này lên. Để đại đó đi. Ờ bác. Cục này bác gái cầm coi nặng không? Trời, nặng dữ lắm. Hả? Nặng dữ vậy? Nặng nha. Cái này biết nhiêu hả? 2 lít mấy. 2 lít mấy với cộng cái này nữa, nói chung là hai cục này trên 3 lít mặt. Con có xài con. Dạ. Đó. Quá êm không bác trai? Ê, bữa đây em hết êm hết đợt rồi vậy. Là do người chỉnh. Đây nè, bỏ cái gọi đi, cầm nhóm cái coi. Rồi. Sao cái cục đó nhắm 3 lít mặt được không? 3 lít luôn. Hả? 3 lít đầy quần nhíp luôn hả? Vậy đó. Là quần nhíp rồi. Hơn được rồi. Hơn. Ừ. Rồi vậy là bác trai cho con này ha. Rồi, cho con cái đó. Rồi vậy là bác trai cho điệp cái này nha. Đó chứ thường như bác trai gửi tiền điệp á. À, thì cái chỗ này là chỗ cái cây bằng thiền thoại, thì bác trai gửi tiền điệp uống cà phê, nhưng mà bác trai hôm nay cho con cái này là trị giá là hơn 200k. Hơn 200k đó đâu cây. Giờ giảnh coi cục đó coi. Quá đã không? Đó nha.
Im không? Rồi uống nước đi đại ca. Vậy? Vậy đó. Rồi. Đây nè cả nhà ơi, bác Tư nãy giờ bác Tư cũng đi chặt cho Điệp hai trái dừa nè. Đó, bác gái nói với bác trai. Đó, bác gái tình thương mến thương. Bây giờ bác gái nói với bác trai cho được cục mà ông này. Thì cục mà ông này tầm giá cũng hơn nửa lên hơn nửa lít mặt cả nhà. Tầm giá khoảng 3 xị mặt đó bác gái. Ừ. Đó, khoảng 3 cả lầm quá. 3 lần 3 là 9 à. Rồi đó, thành quả như vậy đó nó đã ra nhà ơi. Thì giờ Điệp gửi lời tri ân á, chúc đến quý ông bà cô dì chú bác anh chị em khắp miền đất nước á. Có buổi tối xin Điệp được luôn dạ hạnh phúc yêu thương trong cuộc sống nha. Vậy Điệp nói lời chia tay. Điệp bye bye cả nhà nha, tại vì video nó cũng hơi mờ nha. Nó hơi mờ là do trời chuyển mưa. Dạ trời chuyển mưa chứ mới mưa là 5 găm mà. Ừ, hồi nãy con thấy con leo chảnh là trời mưa đó. Dạ nãy con leo chảnh. Hai thằng ba thằng nó chạy vô đùng đùng. Hả? Điều bữa nào chắc chừng tới 5 giờ mà nó còn chạy qua 2-3 thằng nó hốt nó bơi vô hả? À? Chú hốt không hốt ông ta mới hốt được. Vậy là ừ. Hốt không có được. Để trong Điệp nó hốt. Dạ. Nó biết là anh Điệp hốt của ông nè, anh Điệp quay lên video rồi đàng hoàng mà cũng biết rồi, rồi biết rồi luôn mà rồi, cũng mà vẫn còn hỏi hoài vài hả? Hỏi hoài là không được, không được. Để anh Điệp hốt cái này là ông chất lượng để bán cho bà con. Dạ. Tại dạ. ông chất lượng không à. Dạ. Thì Điệp nói cả nhà, thì Điệp bán chấm lương với mỡ chăn với con ông điều dẻ với mặt ông gừng quanh năm nghe nha. Thì nhiều khi một cái video của Điệp đặt chấm lương á, Điệp đưa lên lâu rồi á, sợ cô gì chú bắt anh chị em á mới vô tình nhắp lại thì không biết là Điệp bán chấm lương thật sự là chấm lương mỡ chăn con ông điều dẻ với mặt ông gừng này Điệp bán quanh năm. Đó, cô dì chú bác anh chị em nào có ủng hộ Điệp á, thì xin liên hệ trên góc phải video màn hình. Điệp thành thật cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã xem clip và ủng hộ kênh nha. Và Điệp chúc cho cả nhà mình mỗi ngày mà có niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Điệp chào cả nhà nha. Chào cô dì chú bác anh chị em. Đó, bác trai giơ tay lên con cái. Rồi. Gái kìa. Bye bye. Dạ rồi, Điệp được cục mà ông này cả nhà. Mừng quá bác Tư ơi.